Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Sự kiện Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang gây sự chú ý và quan tâm. Người ta đưa ra rất nhiều dự đoán Tổng thống Joe Biden sẽ nói gì với Tập Cận Bình. Và liệu đây có thể được xem là bước tiến quan trọng để làm tan băng quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trong suốt thời gian qua hay không? Tập Cận Bình sẽ đến San Francisco tham dự hội nghị thượng đỉnh apec diễn ra từ cuối tuần này sang tới tuần sau và cũng trong hội nghị thượng đỉnh apec này có cả sự có mặt của đại diện từ phía chính quyền cộng sản việt nam mà lần này là chủ tịch cộng sản việt nam võ văn thưởng võ văn thưởng sẽ đến san francisco vào ngày nào sẽ có bài diễn văn vào ngày nào và thanh tùng cũng thưa luôn với quý vị là cộng đồng người việt chống cộng ở bắc cali ở san jose cũng đã lập sẵn dàn chào để đón chủ tịch cộng sản võ văn thưởng khi ông này đến san francisco tuy nhiên trước khi em lên có vị phần tin chi tiết cho thanh tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho hot news với thanh tùng vào giờ này Fresh Produce and Seafood Market mới khai trương cho người Việt làm chủ. Đặc biệt mỗi ngày đều có cá tươi đi câu về, có các loại seafood, có lò cá chiên tại chỗ, có thịt heo rừng, dê na và đặc biệt có bán vịt và gà lông đỏ. Đủ các loại rau và trái cây tươi mới bảo đảm chất lượng cao mà giá cả nhẹ nhàng nhất dùng. Có những EBT Food Stamp, Fresh Produce and Seafood Market, 156 sao Jackson Avenue San Jose, trong khu Jackson Center góc đường Capital Expressway và Jackson Avenue 408 4495175 4495175

Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm Menado Nado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh, chi nhánh 1648 Tholi Road 408 chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 -9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 -0922. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên. Sau một năm, bắt đầu, gặp nhau là từ thứ tư của tuần tới. Thứ tư tuần tới là ngày 15 tháng 11. Một hoạt động ngoại giao thượng đỉnh nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai siêu cường quốc trên thế giới. Cuộc gặp mặt được theo dõi chặt chẽ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương và viết tắt là APEC diễn ra ở khu vực San Francisco. Có thể cuộc gặp này kéo dài dài giờ đồng hồ do có sự tham gia của các nhóm viên chức từ Bắc Kinh và qua tỉnh Đốn. Cuộc họp dự kiến sẽ đề cập tới rất nhiều vấn đề toàn cầu. Trong đó, bao gồm cuộc chiến giữa do Thái và Hamas cho đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, mối quan hệ của Bắc Hàn với Nga, thông tin về Đài Loan, về chương trình Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Họ sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề nhân quyền, về vấn đề thuốc fentanyl, về trí tuệ nhân tạo cũng như quan hệ kinh tế và thương mại công bằng một viên chức Hoa Kỳ đề nghị không nêu tên, nói trong một cuộc họp ngắn với các ký giả như sau. Sẽ không có gì cần phải ướp mở, mọi thứ đều đã được phơi bày. Chúng tôi hiểu rõ điều này. Chúng tôi biết những nỗ lực định hình hoặc cải cách Trung Quốc trong nhiều thập niên đã thất bại. Nhưng chúng tôi hy vọng Trung Quốc vẫn ở đó và trở thành một nhân tố chính trên trường thế giới trong suốt quãng thời gian còn lại của chúng tôi. Các chính chức Hoa Kỳ, những người đã thúc đẩy cuộc gặp trong hơn một năm qua, tin rằng Bắc Kinh đang tích cực làm suy yếu chính sách của Hoa Thịnh Đốn trên toàn thế giới. Tòa Bạch Ốc xác nhận ngày diễn ra cuộc họp trong một tuyên bố đưa ra vào ngày hôm nay là ngày thứ Sáu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay thứ Sáu nói, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC và gặp Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Joe Biden và Tập Cận Bình sẽ lần đầu tiên nói chuyện xuyên suốt sự khác biệt về ý thức hệ kể từ tháng 11 năm 2022. Các viên chức hàng đầu của Tổng thống Joe Biden đã tìm cách hàng gắn mối quan hệ xấu đi. Sau khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi ngờ là do thám của Trung Quốc bay qua bầu trời Hoa Kỳ vào tháng 2 vừa qua. Kết quả chính dự kiến sẽ là hoạt động ngoại giao tốt hơn, hứa hẹn sẽ thảo luận nhiều hơn về các vấn đề chính, bao gồm khí hậu, y tế toàn cầu, ổn định kinh tế, nỗ lực chống ma túy và có khả năng nối lại một số mối liên lạc giữa hai quân đội. Theo nguồn tin của hai giới chức khác thông báo về cuộc họp, thì cả hai bên có thể sẽ bày tỏ những cử chỉ khiêm tốn và thiện chí để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Nhưng tiến bộ sâu sắc sẽ khó đạt được. Các chính chức Hoa Kỳ và Trung Quốc cho biết cả hai nước ngày càng coi mình đang bị mắc kẹt trong một cuộc cạnh tranh trực tiếp nhằm bảo đảm lợi thế quân sự, chiếm lĩnh nền kinh tế thế kỷ 21 và giành được thiện cảm của các nước. Những nỗ lực dàn dựng cẩn thận chuyến thăm của tập cận bình có thể bị hủy bỏ tại thành phố ngang bướng ở Bắc California, là San Francisco, nơi có lịch sử lâu dài về sự phản đối và kích động của phe cánh tả. Tổng thống Joe Biden và tập cận bình đã biết nhau hơn một thập niên và đã có hàng giờ trao đổi với nhau trong sáu cuộc gặp giao tiếp kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền năm 2021. Tuy nhiên, các phân tích gia nói rằng cả hai đến bàn đàm phán với sự nghi ngờ lẫn nhau, bất bình và thiên kiến về ý định của đối phương. Trong số các chủ đề nhạy cảm khác thì Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ đề cập đến các hoạt động của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở ngoại quốc và tình trạng của các công dân Hoa Kỳ mà Hoa Thịnh Đốn tin rằng đã bị giam giữ trái phép ở Trung Quốc. Ông Joe Biden, 80 tuổi, đang lãnh đạo một nền kinh tế đạt khá hơn dự đoán và khá hơn hầu hết các quốc gia giàu có sau đại dịch COVID-19. Ông không được lòng cử tri trong nước, nơi ông đang tái tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Joe Biden đã tập hợp được các đồng minh truyền thống của các nước Âu, từ châu Âu cho đến châu Á để đối đầu với Nga ở Ukraine, mặc dù một số có những bất đồng về cuộc xung đột với Do Thái và Hamas. Các liên minh lâu đời có qua tỉnh đốn từ NATO cho tới Hiệp ước Phòng Thủ chung ở Thái Bình Dương đang được mời gọi một cách không hề lặng lẽ ở châu Á để ngăn chặn một cuộc xung đột với Trung Quốc. Tập Cận Bình, trẻ hơn ông Joe Biden cả 10 tuổi, đã trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ Mao Trạch Đông sau khi thắt chặt kiểm soát chính sách lãnh đạo nhà nước truyền thông quân đội và thay đổi hiến pháp. Gần đây, những thách thức kinh tế phức tạp đã đẩy đất nước này ra khỏi quỹ đạo tăng trưởng thần tốc suốt ba thập niên. Các nhà ngoại giao qua thỉnh đốn dự đoán Bắc Kinh sẽ thử thách Hoa Kỳ trong những tuần lễ tới, lợi dụng việc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang Ukraine và Do Thái, khiến cho tham vọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bị sao lãng tổng thống joe biden dự kiến sẽ nói cho tập cận bình rằng các cam kết của hoa kỳ ở ấn độ dương thái bình dương sẽ không thay đổi trung quốc đã khiến các nước láng giềng lo lắng trong những năm gần đây cho những bước đi ở eo biển đài loan biển đông và biển hoa đông những khu vực có tranh chấp quốc tế một viên chức hoa kỳ cho biết tổng thống joe biden cũng sẽ bày tỏ cam kết cụ thể đối với an ninh của phi luật tân viên chức này cho biết tổng thống joe biden dự kiến cũng là sẽ gây áp lực với tập cận bình để cảnh báo Iran rằng sẽ là không khôn ngoan nếu tìm cách mở rộng xung đột ở Trung Đông. Đó là thông tin liên quan tới việc Tổng thống Joe Biden sẽ nói gì với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi cả hai gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra tại San Francisco. Cả hai sẽ gặp gỡ nhau vào thứ Tư tuần tới 15 tháng 11. Trong khi đó, quý vị, vợ chồng Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng cũng sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày 14 tây tháng 11. 14 tháng 11 là ngày thứ ba tuần tới. Trong chuyến công du 4 ngày, để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở San Francisco, cũng như có các hoạt động song phương với Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã xác nhận điều này. Chuyến đi Hoa Kỳ có Võ Văn Thưởng nối tiếp các hoạt động thăm viếng cấp quốc gia dồn dập giữa hai nước trong thời gian qua sau chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam. Vào hôm 10 tháng 9, để nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Và nói tiếp theo sau chuyến đi New York của thủ tướng cộng sản Phạm Minh Chính vào hồi cuối tháng 9 để phát biểu trước đại hội đồng liên hiệp quốc kết hợp với chuyến thăm Hoa Kỳ. Theo lịch trình được Phạm Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam công bố tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều của hôm 9 tây tháng 11 thì Võ Văn Thưởng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC đối thoại với các nguyên thủ khối APEC và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC. Lịch trình của Võ Văn Thưởng tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC và tại San Francisco ra sao? Thanh Tùng sẽ tiếp tục cập nhật với, với quý vị sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News giữa Thanh Tùng. Thanh Tùng đang kể quý vị nghe Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng sẽ đến San Francisco tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và sẽ có bài diễn văn vào ngày nào hoạt động ra sao. Sau đó là thêm một số các phần tin cập nhật từ Trung Đông với cuộc chiến leo thang giữa do Thái và Hamas. Tuy nhiên trước hết, xin được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này vị chính là người tạo ra luật cho cuộc chơi. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt những cách sống lỗi thời khi về già để bước vào một kỷ nguyên mới, tận hưởng cuộc sống. Tại Alignment Health cung cấp tất cả mọi dịch vụ chăm sóc y tế cho người cao niên. Chúng tôi có các chương trình bảo hiểm y tế đặc biệt Medicare Advantage Plan. Đây là những chương trình tiên phong đi đầu trong dịch vụ cung cấp bảo hiểm y tế Medicare quý vị có thể hoàn toàn làm chủ các dịch vụ y tế cho mình. Tôi thích được làm chủ và quyết định các dịch vụ y tế cho mình. Đã đến lúc chúng ta tận hưởng cuộc sống, đây không phải là lúc chúng ta lùi bước vào tuổi xế chiều. Alignment Health Plan 1888-559-1659 Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối 7 ngày một tuần. AlignmentHealthPlan.com bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio 2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1800 338 4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Việt Nam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Việt Nam Town 979 Road Unit 7087, điện thoại 408 294 2354. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Great Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Thưa quý vị, lịch trình được Phạm Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam công bố tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều của ngày hôm qua, là ngày 9 tây tháng 11, Võ Văn Thưởng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, đối thoại giữa các nguyên thủ khối APEC và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và tiếp xúc song phương với nguyên thủ các nước bên lề hội nghị. Võ Văn Thưởng sẽ có bài phát biểu vào ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC vào ngày 15 tháng 11, tức là thứ tư tuần tới tức là võ văn thưởng của Việt Nam sẽ có bài diễn văn tại hội nghị APEC cùng ngày mà Tổng thống Joe Biden sẽ gặp gỡ riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thứ tư tuần tới 15 tháng 11, rất là bận rộn, một ngày rất là quan trọng và giới truyền thông của chúng tôi sẽ có việc để làm. Đúng không có gì? Vừa là nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden với Tập Cận Bình mà ngày đó cũng là Chủ tịch của Cộng sản Việt Nam đọc diễn văn ở Hội nghị thượng đỉnh APEC thì Võ Văn Thưởng sẽ có mặt bên cạnh Thủ tướng của Thái Lan, Tổng thống của các nước như Nam Hàn, Chile, Phi Luật Tân, Peru, có cả thống đốc tiểu bang Cali là Gavin Newsom, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice và CEO của các tập đoàn công nghệ như là Uber và Microsoft. Với chủ đề kiến tạo tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người, Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay tập trung vào các chủ đề như kết nối, đổi mới sáng tạo và bao trùm cho tất cả mọi người. Về quan hệ song phương, Võ Văn Thưởng đến Hoa Kỳ là để thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác giữa các địa phương, theo lời của phát ngôn viên Phạm Thu Hằng, được báo chí dẫn lại. Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói các hoạt động này là nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước để được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 9. Đây là chuyến thăm qua kỳ đầu tiên có Võ Văn Thưởng trên cương vị nguyên thủ của Việt Nam. Võ Văn Thưởng từng tiếp xúc với Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội và được Tổng thống Joe Biden mời đến Mỹ dự hội nghị APEC. Năm nay cũng tròn 30 năm hội nghị thượng đỉnh APEC đầu tiên diễn ra vào năm 1993. Dự kiến thì uh, xin nhắc lại là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự và sẽ có cuộc gặp đối mặt lần đầu tiên rất được chờ đợi cho Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông Joe Biden vào tòa Bạch Ốc. Vấn đề là hiện chưa rõ Võ Văn Thưởng liệu sẽ có tiếp xúc song phương với Tổng thống Joe Biden hay là tập cận bình bên lề hội nghị hay không. Quý vị chắc còn nhớ San Francisco cũng là nơi đặt tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam, là cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của chính quyền Cộng sản Việt Nam ở bờ Tây của nước Mỹ và từng chứng kiến các cuộc biểu tình chống đối của người Việt ở Mỹ nhân chuyến thăm của các nhân vật chớp bu Cộng sản Việt Nam đến Mỹ. Và sẽ không ngạc nhiên khi có về thấy cộng đồng người Việt chống cộng ở San Jose nói riêng và nhiều thành phố khác ở vùng Bay area nói chung đã lên kế hoạch lập sẵn dàn chào để đón Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng đến San Francisco các cuộc biểu tình lần này sẽ thu hút rất đông bà con đến tham dự. Và yeah, xe bus cũng đã sẵn sàng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Và yeah, các cuộc biểu tình không chỉ diễn ra một ngày mà sẽ kéo dài nhiều ngày để phản đối sự có mặt của Võ Văn Thưởng. Đặc biệt là bà con của mình sẽ có mặt tại San Francisco để biểu tình đúng ngày mà Võ Văn Thưởng đọc diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Đó là ngày thứ Tư, 15 tây tháng 11. Quý vị chắc không quên... Trước khi được chọn làm chủ tịch nước, thì Võ Văn Thưởng là nằm bên tuyên giáo. Đây là trưởng ban tuyên giáo. Đây là một nhân vật mà trong đầu toàn là lý thuyết của mác Lenin. Không có kiến thức gì về kinh tế trơn trọi. Toàn là chủ nghĩa Mark Lenin. Và bây giờ lên làm chủ tịch nước. dực quý vị cũng cũng để ý rằng là so với Phúc Niễn lúc mà còn làm chủ tịch nước, Phúc Niễn đi khắp nơi à nha, đi nhiều lắm đi châu âu đi châu mỹ đi châu á đi rần rần nhưng khi võ văn thưởng lên làm chủ tịch thai phúc niễn thì sao có gì bị nhốt nhà không à chòi đậu trơn á đây mới là chuyến công du đầu tiên của võ văn thưởng tới mỹ để xem võ văn thưởng sẽ được cộng đồng người việt tị nạn chống cộng ở hải ngoại chào đón ra sao nha quý vị còn bây giờ các thân tục mang đến quý vị một số các phần cập nhật tình hình từ trung đông ngoại trưởng hoa kỳ antony blinken vào ngày hôm nay thứ sáu lên tiếng nói rằng là ông rất là vui và chào đón thông tin về việc do thái đồng ý tạm ngừng bắn nhân đạo trong các chiến dịch quân sự của họ nằm về phía bắc của giải gaza tuy nhiên ngoại trưởng hoa kỳ cũng nói rằng cần phải có thêm nhiều việc làm nữa hôm nay được xem là một trong những lần đầu tiên mà ngoại trưởng hoa kỳ nhắc tới thương vong số người chết ở giải Gaza, số người Palestine, nguyên văn Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lên tiếng tại buổi họp báo ở New Delhi của Ấn Độ như sau. Quá nhiều người Palestine đã bị giết chết. Quá nhiều người đau khổ trong suốt những tuần lễ vừa qua. Và chúng tôi muốn làm tất cả mọi thứ có thể để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm đối với người dân ở giải Palestine ở ở khu vực Gaza, và tối đa sự hỗ trợ mang đến cho những người dân thường này. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía bắc của giải gaza kể từ khi các tỷ súng của nhóm Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ và dã man nhắm vào các trại định cư của người Do Thái vào hôm 7 tây tháng 10 vừa qua, giết chết hơn 1.400 người và bắt giữ 240 con tin. Phía của Do Thái phản công, trả đũa dội bom, không kích và đã giết chết hơn 10.800 người Palestine, trong đó rất nhiều trẻ em. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì lực lượng Hamas nói rằng một vụ không kích của Do Thái nhắm vào bệnh viện lớn nhất của giải Gaza đã giết chết 13 người. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nên tiếng cho biết là bệnh viện này hiện đang bị tấn công bằng bom và không kích. Cùng với việc 20 bệnh viện khác của giải Gaza không thể điều trị được cho các bệnh nhân phía của Hamas xác nhận là 13 tử vị đạo của họ, tức là 13 binh sĩ của Hamas đã tử vị đạo khi mà Do Thái tấn công vào bên trong bệnh viện. Bệnh viện này tên là El Shifa và giám đốc của bệnh viện là Mohamed Abu Samia nói rằng xe tăng của Do Thái đã bắn vào bệnh viện El Shifa trong lúc Do Thái không bình luận về sự việc này. Hiện bây giờ thông tin cho biết là cuộc chiến diễn ra rất dữ dội từ ngày hôm qua thứ năm cho đến ngày hôm nay thứ sáu bệnh viện đã bị quân đội do thái bao vây và bây giờ thì lúc mà liên hiệp quốc tổ chức y tế thế giới lên tiếng cho biết rằng nếu do thái nã đạn vào bệnh viện thì có thể sẽ vi phạm vào điều luật chiến tranh và bị xem là tội ác chiến tranh nhưng quý vị có thấy nãy thanh tùng có loan tin với quý vị không do thái à, không phải do thái mà là hamas xác nhận 13 binh sĩ của họ đã tử vì đạo trong cuộc chiến ngay tại bệnh viện này. Thì có nghĩa là gì quý vị? Hamas nó cài quân vào bên trong bệnh viện. Nó cài vũ khí vào bệnh viện rồi dùng bệnh viện làm căn cứ để bắn phá vào quân đội Do Thái. Các chỉ huy sừng sỏ của Hamas nó trốn ở trong bệnh viện. Hamas sử dụng bệnh viện làm lá chắn sống. Do Thái nắm được thông tin tình báo, đánh vào để truy tìm thủ lĩnh của Hamas thì bây giờ bị thế giới lên án, bị xem là tội ác chiến tranh. Do rõ ràng Hamas, binh sĩ của nó chết trong bệnh viện có nghĩa là nó đã dùng bệnh viện, đúng không quý vị? Đấy, cái dòng lẫn quẩn vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần an lành, nhiều sức khỏe và may mắn. Hẹn gặp quý vị vào thứ hai tuần tới.